Hướng dẫn cách tổ chức trò chơi xỉa cá mè cho trẻ em Trò chơi xỉa cá mè là một trò chơi dành cho mọi lứa tuổi Không giới hạn số lượng người tham gia vào trò chơi Càng nhiều người chơi thì trò chơi càng sôi động và hấp dẫn Không gian chơi cần rộng rãi, thoải mái và sạch sẽ Trò chơi xỉa cá mè là trò chơi không đơn giản Đòi hỏi người chơi cần nhiều kỹ năng và am hiểu luật chơi Dưới đây Chúng tôi sẽ mang đến những thông tin cụ thể nhất xoay quanh trò chơi này. Cách chơi Người điều khiển đến trước một người bất kỳ, lấy điểm xuất phát từ một bàn tay người đó đọc bài đồng dao này. Xìa cá mè, đè cá chép, chân nào đẹp, đi buôn men, chân nào đen, ở nhà làm chó làm mèo. Cứ đọc một từ là đập nhẹ một cái vào một tay đang xòe ra theo thứ tự vòng tròn ngược hay xuôi tùy. Khi đến từ men rơi chúng tay người nào, người đó phải ra ngoài vòng tròn làm người buôn men tiếp tục tay ai bị từ chó và từ mèo rơi chúng thì phải vào trong vòng tròn làm chó và mèo bây giờ thì mọi người đứng rộng ra chừa khoảng cách một người đi lọt rồi ngồi xuống và nắm tay nhau người đi buôn men đi ngoài vòng tròn hỏi to ai mua men không mọi người cùng hô to có tức thì người mua men phải nhanh chóng cố tìm cách đột nhập vào nhà bằng cách tìm được chỗ hàng rào bị mở tức là chỗ những người không nắm tay nhau, còn nếu hàng rào vẫn đóng mà vẫn cố tình vào là phạm luật sẽ bị phạt. Tuy nhiên, nếu mọi người cứ nắm tay nhau thì vẫn đúng luật, nhưng như thế sẽ chẳng có gì hứng thú cả. Vì vậy, để trò chơi thêm phần sôi động, những người nắm tay nhau sẽ như người mua men bằng cách hễ thấy người mua men ở xa hay vừa đi qua khỏi thì buông tay ra. Ngược lại, Người mua men cũng phải giả vờ không để ý rồi quan sát nhanh chỗ nào sơ hở để bất ngờ đột nhập vào. Trong khi đó, người làm chó, mèo thì phải bắt trước tiếng chó sủa, gâu, gâu, và tiếng mèo kêu, mèo, mèo để không khí thêm phần sôi nổi, hào hứng. Thời gian trong phạm vi 5 đến 10 phút nếu người mua men không bắt được chó, mèo thì sẽ bị phạt phải lò cò một vòng. Ngược lại, nếu người mua men vào được thì hai người hai bên chỗ để người mua men xâm nhập sẽ bị phạt lò cò một vòng. Các bé cần nhanh nhẹn, tập trung khi chơi trò chơi này lợi ích khi trẻ tham gia trò chơi. Trò chơi xìa cá mè giúp các bé rèn luyện được tính nhanh nhẹn, linh hoạt trước các tình huống. Bên cạnh đó, trò chơi cũng là cách giúp các bé rèn luyện tinh thần đoàn kết, mang lại những giây phút vui vẻ thoải mái cho các bé sau thời gian học tập mệt mỏi lưu ý khi tham gia trò chơi. Tránh tổ chức chơi trò chơi ở những nơi công cộng hay đông người sinh hoạt để không gây ảnh hưởng đến người khác. Người quản trò cần khéo léo điều khiển để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa các bé. Trên đây là những thông tin chi tiết về cách tổ chức trò chơi xỉa cá mè dành cho các bé. Với trò chơi xỉa cá mè, các bé có thêm hoạt động ngoại khóa bổ trợ và rèn luyện thêm những kỹ năng cơ bản cho các bé như chúng tôi nêu ở trên bố mẹ thầy cô nên tham gia cùng để bé có thể phát triển toàn diện hơn các kỹ năng đó